Hello chào mọi người nha. Hôm nay hello mọi người nha. Hôm nay dẫn mấy cháu đi tham quan thác rất là xa luôn. Đây Cương. Chào mọi người nha. Đang cắt thịt hôm mọi người. Đây mình đang cắt thịt này. Đây nước sate. Nước sate. Đây là bầu bí của người đê nha. Đây thịt này. Này là khớt. Khớt đá. Khớt sần này đã. Ấy cắt hành. Hành nha mọi người. Ơ thì mình cắt rồi. Y từ cá đắng này khang biết được. Tiết rong mất tuần. Rong cắt rong. Cắt rong. Được sao? Cắt tím thì mà ăn là cắt dưa leo, giảm cân thì là thật. Lơ dơ rồi. Cắt hình tròn hết nè. Ngay hình cái tim, ngay cái hình cái tim. Cái nướng thịt heo với sa tế hay là nướng bằng đá thì có cà đây mọi người nhìn rất là ngon luôn. Đây là nơi mình ở này, bằng lá chuối này, đồ dùng này, cắt nước này đó, thấy chưa, rất là ngon luôn. Đây là suối Ê Đinh nha mọi người nha, suối rất là đẹp luôn. Đây là cây cao nữa, cây đà trong đàn mình luôn, đồ vút cao luôn. Đây bị cháy cây rồi. Đó, lại thịt nữa đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
27.